Bây giờ qua sang hỏi cái này gì nữa này. Có người cho rằng phải đọc thêm kinh Phật thì mới chia sẻ giảng thầy được, mà theo quý đồng đạo có người cho rằng không nên chạy theo, không nên tìm tòi học hỏi ngoài cuốn sấm dẫn thi văn giáo lý của thầy. Vậy nếu muốn chia sẻ được dạng cả hai thì chia sẻ như thế nào? Xin quý đồng đạo chia sẻ giùm, thật là tri ân. Vì ví dụ thầy có nói dạng mười ân mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc, nếu không đọc thêm kinh Phật thì mười điều ân chia sẻ như thế nào? Kính thưa đồng đạo, bây giờ thôi sẵn đây tôi đọc rồi tôi nói luôn. Bây giờ chỉ có mình tôi Vĩnh Bình thôi ha, thì tôi cũng nói luôn cho quý vị này qua sen hiểu. Không có ai mà kêu mình không có đọc kinh Phật hết trơn á, kinh Phật đâu có cấm. Nhưng mà có cái điều như thế này nè quý vị à, nó như thế này nè. Ta xem kinh á thì tôi thường thường tôi nói quý vị nên lưu ý ở cái điều này nè, xem kinh á mình phải chuyển được kinh chứ đừng có để kinh chuyển mình. Thế nào là mình chuyển được kinh và thế nào là mình mà bị kinh chuyển? Đường lối của Đức Thầy nè, Đức Thầy chỉ dạy là ngày cúng lại hai thầy nè, rồi cái niệm Phật nè, Đức Thầy giải thích cái sự lợi ích của niệm Phật như thế này nè, niệm Phật có cái lợi ích như thế này nè, như vậy đó. Thì bây giờ mình xem kinh. Kinh á thì mình thấy nó đã lâu đời quá rồi, nghĩa là 2.000 mấy trăm năm. Nguyên bản văn của Đức Phật á mà các cái vị thánh tăng đã kiết tập để lại đó, hôm nay cái bản gốc cũng bị đốt hết rồi, không có còn. Cho nên trải qua nhiều đời như vậy có nhiều người dịch lắm, mà mỗi người dịch thì mỗi ý. Rồi cái dịch thì đã đành nó có sai thì đã đành rồi, còn cái luận đó của người dịch đó, khi người ta luận giải quá nhiều thì cái luận giải ấy đó mình thấy á, nó có khi mình thấy nó rất là hay. Nhưng mà mình đang làm của Đức Thầy đây nè, cái mình bỏ mình đi làm theo có cái của cái ông đó, ông luận giải như vậy đó, ông luận giải tại vì ông bây giờ ông tu ông thấy được cái chuyện đó vậy, ông luận giải theo ý ông. Rồi mình bỏ cái lời của Đức Thầy chỉ dạy mà mình không chịu làm mà mình làm theo ổng đó, thì mình bị kinh chuyển, mình không chuyển được kinh. Là lý do làm sao? Ông này á, ổng cũng học cái lời của Phật, cũng mình học của Đức Phật Tổ vậy, thì có đâu có cái gì khác. Hôm nay ổng được sáng suốt mà ổng luận giải ra thì mình xem để cho biết, để mình rút kinh nghiệm. Còn mình thực hành á, thì mình nên thực hành y theo cái lời của Đức Thầy chỉ dạy. Vì tại sao vậy? Đức Thầy có giải thích về cái chữ quy y đó, quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y là dâng lời theo khuôn mẫu. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời. Vậy thì bây giờ nếu mình dâng lời thì mình nên dâng lời thầy mình nè. Còn mình xem kinh là để mở trí cái điều rõ tốt chứ không có gì hết. Vì sao? Mình xem kinh mà mình biết rằng cái lời của Đức Thầy nói hôm nay nè, xưa kia Đức Phật nói như thế này, hai cái lời nói cái văn tự thấy nó khác mà cái lý nghĩa nó vẫn đồng nhau, nó vẫn không khác. Phải không quý vị? Bởi vì tôi thường chia sẻ quý vị á, Đức Thầy ra đời trước khi Đức Thầy lâm phàm đó, thầy đã quán căn cơ trình độ của chúng sanh và nhân duyên giữa thầy và cái tín đồ của ngài như thế nào rồi, thì không có ai mà bằng cái bậc Liễu đạo đã quán sát kỹ rồi, rồi ngài mới đưa ra cái phương pháp chỉ dạy để cho phù hợp. Vậy thì ta nên căn bản làm theo lời của Đức Thầy chỉ dạy. Mình có quyền coi xem kinh, có quyền xem sách, nhưng mà mình đừng có làm theo cái sự hướng dẫn của cái giả như thế. Bởi vì luận giải theo cái khả năng không bao giờ bằng ông Phật đâu. Tôi nói vậy đó, quý vị cũng thông cảm à. Bởi vì đây là cái sự luận giải của ông đó, chứ không phải là cái lời của Đức Phật dạy như thế. Thành ra mình cứ căn bản là mình làm theo lời Đức Thầy, còn mình nghiên cứu á, là để cho nó mở trí. Bởi vì tôi chỉ nói cái căn bản thôi, chứ đâu có ai cấm xem kinh, đâu có ai. Chính Đức Thầy còn khuyên ông Hương Quảng Diệp ngày xưa, ông khi mà ông quy y Đức Thầy đó, ông không có chịu xem kinh. Rồi khi ông đến á, ông hàng ngày ông cứ ngồi ông niệm Phật không à, rồi ông coi giảng Đức Thầy thôi. Nhưng mà lúc đó coi cũng có nhiều cái ông cũng đâu có hiểu. Rồi khi ông đến Bạc Liêu chỗ nhà ông Ký Giỏi đó, ông thăm thầy,
thì ổng không có hỏi gì Đức Thầy, nhưng mà Đức Thầy nói ông Hương Quảng à, tôi nghĩ ông nên bớt cái thời gian niệm Phật để ông dành cái thời gian để xem kinh. Ổng lúc đó ông chưng hửng à, ông nói bạch thầy như vậy xem kinh được sao thầy? Đức Thầy nói xem được chứ sao không ông, của Phật để lại mà tôi dạy hôm nay là cái lời, cũng có cái lời của Đức Phật, có gì đâu. À, cho nên ông xem kinh để cho nó mở trí. Thì lúc bây giờ đó ông mới hỏi Đức Thầy vậy chứ bây giờ bạch thầy nên xem kinh gì, thì Đức Thầy nói là ông nên xem kinh đó là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, Pháp Bửu Đàng Kinh và và Kim Cang Kinh. Là mấy cái loại kinh này nó phá chấp không à, mấy loại kinh này là kinh phá chấp, bởi vì người thiền chúng ta là hay có cái chấp, làm được cái đó rồi chúng ta cứ ở chỗ đó hoài mà không chịu tiến bộ, cho nên nhờ cái sự phá chấp đó mà chúng ta mới dần dần chúng ta mới tiến bộ. Cho nên mình xem kinh mình phải hiểu cái lời nào Phật nói và cái lời nào của những cái người tu đó, cái người tu theo cái lời Phật dạy mà người ta luận giải ra, thì mình khi mình làm đó thì mình nên làm theo lời của Đức Thầy, mình đừng có làm là theo ổng. Là vì sao? Bởi vì cái căn cơ trình độ của ổng á thì như vậy đó, là cái thời kỳ trước là ổng làm như vậy thì đúng, mà ở cái thời kỳ này đó mình làm theo lời của Đức Thầy mới đúng. Mà tôi nghĩ bây giờ nếu mà Đức Phật Tổ A Di Đà, Đức Phật Tổ Thích Ca có thể hiện dạy như Đức Thầy thôi, không dạy gì khác đâu. Cho nên ở cái phương pháp thực hành mình nên làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, còn mình xem kinh là để cho mở trí, và mà mình càng chứng minh được cái lời của Phật Tổ ngày xưa dạy như thế này mà Đức Thầy hôm nay dạy thế này thì nó càng quý, chứ không có cái gì khác. Tuy nhiên ở đây tôi nói cái phương pháp thực hành, ví dụ bây giờ nè, Đức Thầy chúng ta đã dạy cho chúng ta cái việc sự phát nguyện quy y đâu đó đầy đủ rồi, bây giờ mình đừng có bắt chước cái ông khác mình lại phát nguyện thêm nữa, phát nguyện thêm nữa nó có nhiều cái trở ngại lắm. Cái thứ nhất là mình phát nguyện rằng là tôi con nguyện tu kiếp này trả hết trơn các cái nợ ở nhiều cái kiếp trước. Cái thứ nhất là mình không hưởng được sự ân xá, ân giảm tội căn ở trong cái thời kỳ này của mình đang tu. Cái thứ hai đó, mình không đủ khả năng để trả cái nợ của mình ở nhiều tiền kiếp. Cho nên mình ai mà thiếu nợ mà đăng bản kiểu đó mà cái người chủ nợ không lại đòi. Cái nghiệp của mình nó nhiều đời mình biết bao nhiêu. Cho nên là mình nói bây giờ mình xin trả một kiếp này thì người ta đòi mình, mà đòi mình nó khảo mình quá, mình tu không được. Mình tu không được, có nhiều người khóc luôn. Như vậy là Đức Thầy chúng ta dạy đã đủ rồi. Đó, đã có chỗ cho ta phát nguyện quy y rồi, có cái chỗ cho ta ăn năn sám hối rồi. Rồi mình cầu thánh vạn dân của quyền thất tổ gì có Đức Thầy đã chỉ dạy đủ hết rồi. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ chia sẻ là cái về phương pháp thực hành, chúng ta nên thực hành đúng theo lời của Đức Thầy chỉ dạy, còn chúng ta xem kinh không có trở ngại gì hết, miễn mình đừng có để kinh chuyển mình thôi. Tức là chuyển ý tôi nói là Đức Thầy đang dạy như thế này mà mình làm theo cái ông khác ông dạy thì cái đó là mình bị kinh chuyển đó. Thì kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, tôi xin góp một cái ý nhỏ vậy thôi. Cái này không, cái này là cái qua cái sự hiểu biết của tôi chia sẻ khi có cái câu hỏi của quý vị nói, chứ tôi cũng không có bảo thủ rằng là tôi cho rằng là tôi nói như vậy hoàn toàn đúng đâu quý vị. Mong rằng cái sự nói của tôi thì quý vị cứ nghiền ngẫm rồi mình suy xét thử coi là mình có cái gì hay hơn nữa, thì mong rằng quý vị cũng chia sẻ để tôi cũng học hỏi ở quý vị nhiều hơn ha. Bây giờ xin trả mic lại cho Thiện Mỹ nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt đạo tràng cảm ơn những ý kiến đóng góp của huynh Hồng Quang và hai câu hỏi. Ý kiến cái sau rất là hay, và xin hỏi Hoa Sen đó là tri ân chú Hồng Quang. Hoa Sen ơi, nãy Hoa Sen hình như có PM gì cho Thiện Mỹ đó mà Thiện Mỹ chưa có đọc được thì bấm nhầm cái chỗ nào mất tiêu, thấy cái khung nổi lên rồi mất tiêu, không biết có phải không. Dạ, thưa chị quý đồng đạo, cái câu hỏi của Hoa Sen rất là thực tế. Cái câu này mình vẫn thường nói ở trên room, nhưng mà qua sự chia sẻ của anh Hồng Quang thì Thiện Mỹ nghĩ rất là đầy đủ. Tuy nhiên, quý đồng đạo có ai còn có ý kiến đóng góp thì xin mời đưa bàn tay lên. Cái ý kiến của Như Quyền Tử nè cũng hay nữa nè. Như Quyền Tử ha.
như Quỳ Nhừ phải không, Nhừ Tử. cái ý kiến này cũng rất là hay, thành ra chúng ta thấy rồi. Đọc kinh thì để mở mang càng quý, đúng rồi, nếu mình có thời gian mình nghiên cứu mình hiểu biết mình càng quý, nhưng mà đừng có chạy theo kinh thì rất là nguy. Cái ý kiến này cũng giống như ý của Hồng Quang thôi, vào tâm chỉ cũng từ tâm tạng kinh, nhưng tôn chỉ thì không ngoài kinh, nhưng kinh thì rất rộng, coi chừng chìm mà không thoát ra được, tức có nhiều pháp môn lắm mà có khi đối nhau nữa, nếu không có trí đạo để phán đoán, vì lời tuy khác nhưng mà lý thì đồng. Chứ cái ý kiến của Như Nguyện cũng hay, trong đạo thật sự thì cũng có một cái câu hỏi của Hoa Sen thì cũng có trong đạo tràng, mình cũng có chia sẻ như thế như vậy hoài, chứ biết đồng đội ơi, dạng đó là đọc sách giảng của thầy mà không có kinh thì không hiểu, nhưng mà thầy thì nói rằng rút từ các luận các kinh, nếu mình đọc của thầy từ các luận các kinh đó không hiểu, cho nên thầy mới tóm lại rồi viết là ra lời thường cho mình hiểu, mà mình nói không hiểu là mình đi ngược lại cái nữa. Nhưng mà nghiên cứu kinh sách đâu, nghiên cứu được là càng tốt à. Dạ, bây giờ em thấy có huynh Vĩnh Bình, xin mời bàn tay huynh Vĩnh Bình nhận mic nha huynh. Nam mô A Di Đà Phật, quý vị có nghe không ạ? Quý vị có nghe không? Xin cho tín hiệu coi sao mà máy tôi như không nghe được mà nó ồn ào quá. Quý vị nghe rõ hả? Sao nó hú rồi nó như bóp kèn á. À gì đó, cảm ơn. Xin cảm ơn hết quý vị. Cảm ơn Như Nguyễn, Thượng Mỹ, nhân dân. Tôi cũng có đóng góp thêm như Vinh Hồng Quang như thế này. Tuy là kinh của Phật nhưng mà thiệt ra nó cũng là con dao hai lưỡi, nó ích lợi thì ích lợi rất là lớn, mà hễ nó nguy hại bị chấp rồi đó là nó nguy hại cũng không thể lường. Vì thế mà cái người chưa có cái khả năng đọc kinh đó, đâu ta chấp đó, ta chấp cứng khừ à. Còn cái người mà biết cái phương tiện pháp rồi thì không có cái gì mà ngại hết, đều là người ta uyển chuyển cũng như cái anh thợ khéo vậy đó, cái dụng hay là cái cây ngay gì đó người ta cũng có thể làm được, tùy theo cái nơi cái chỗ mà người ta xài đúng chỗ thì nó không có cái gì tai hại. Thế nên ở trong cái đạo của Đức Thầy đó, nếu không đọc kinh thì xin khẳng định rằng nó cái sự hiểu biết nó rất là hẹp hòi, nhưng mà đọc kinh nhiều quá bị chấp kinh thì lại là hành sai với giáo lý, mà hành sai giáo lý thì lại nó khó mà giải thoát được. Tại sao vậy? Là vì Đức Thầy đã chọn lọc rồi, sang định lại cái phương pháp tu tập để cho hiện tại chúng ta dễ tu. Chứ Đức Thầy cũng dạy là phải là mở ra cái ban nghiên cứu đạo Phật để cho nó rộng cái chân lý của Thầy. Bây giờ chẳng hạn như một cái đoạn này, nãy giờ Huynh Hồng Quang có chia sẻ rồi, kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng đó, không cầu siêu Phật bỏ hay sao đó. Nó đã có liên quan với một cái đoạn ở dưới, và nó lại là nối tiếp cái đoạn ở trên. Cái đoạn ở trên đó là đạo vô tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót, tăng với chúng ăn nên bày ra cúng kiến hoài hoài, ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai, vì vậy mà cúng dư lại khó trừ cho đặng. Ỷ nhiều tiền đó rồi ăn trên nói thì ra lệnh thì ở dưới người ta ríu ríu nghe theo, người làm quấy hung sùng hiếp đáp những, rồi tới cái ngày sóc vọng thì đem của cải lại chùa cúng lại, như vậy để mà trừ tội đặng hay sao? Cúng với lại khó trừ cho đặng là như vậy đó, chứ không phải mình tu ở đây hay rồi cái người không có trừ được tội. Ở đây Đức Thầy muốn nói vậy, ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai đó, được cái người lễ chùa lại cúng lại lại Phật bưng mâm bánh lợi lại sám hối vân vân, mấy cái đó trừ tội không có được đâu. Cho nên ngài mới nói thêm, không có tiền đi chùa cúng Phật, không có mua được bánh trái nhang đèn vân vân, không có, nghèo lắm, nhưng mà ta tu hành ngay thẳng, ta làm cái gì thật tâm ta làm cái nấy, ta nghe theo lời Phật dạy, niệm Phật ta niệm Phật, biểu làm lành ta làm lành, kêu giữ giới ta giữ giới, tu như vậy rồi bỏ Phật bỏ hay sao? Vậy thì hai cái người này quý vị
nhận thức coi cho Phật độ cái người nào. Cho nên thầy mới đánh một cái dấu hỏi đó. Tại sao vậy? Là vì người ta thường ý người ta có tiền có bạc, cái rồi cha mẹ nó mướn. Mình làm chữ hiếu mới hay, chứ mướn người ngoài cầu nguyện khó xíu. Vì vậy mà nếu đọc kinh cho nhiều, chúng ta mới thấy rõ là cái nguy hiểm nhất là cái học biết đạo, rồi cái rồi nghe theo. Xin lỗi nói cái này nó mất lòng, tôi không có bàn ra, chứ thiệt ra bạn tôi nó kế nhà trong thầy đám tụng rồi cái đám về nó nói tôi, nói thẳng với tôi chứ không có qua cái trung gian nào hết trơn. Tụng con hơi gì chứ lâu lắc gì đâu, chừng vài ba tiếng đồng hồ cho 1,5 triệu bạc về, nói 1,5 triệu đi tới Tây Ninh chứ làm gì tới Tây Phương. Cái này xin lỗi không nói mới phải, nhưng mà này là thầy đám chứ không phải là cái thầy tu. Cái người ta thiệt tu ta đâu có như vậy. Vậy thì mình thấy rõ, thật ra thầy đánh cái dấu hỏi như vậy, nên người ta đem cái câu này ra để mà người ta, bạn cũng biết không có đúng với cái nghĩa ý nghĩa này. Đồng đạo mình là hiệp với nhau để mà cầu nguyện. Đức thầy đã có dạy nên đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo mình, rồi cái mượn anh em chị em trong đạo lại đó cầu nguyện khấn vái đó, rồi yên lặng đi chôn vân vân. Thì mấy cái này là mấy cái đúng nè. Còn mấy cái mà mướn đó là nó khác. Tôi có nói với quý vị hoài là tôi có cái ông chính đó, đã là cái đám của ông đó mà tốn 300 giả lúa hàng lên đó, quý vị chắc có nghe cái mẫu chuyện đó rồi. 15-16 ông thầy chùa. Cho nên Đức Thầy mới nói là Thiên Hoàng cũng mở các lân, Địa Hoàng cũng mở mấy từng ngục môn 10 cửa xem thấy ghê hồn cho Trần coi thử có mà hay không. 10 cửa địa ngục, đây là căn bản thầy có nói. Vì vậy mà chúng ta tra ra đó, thì 10 cửa địa ngục tức là 10 cái ông vua Minh Dương. Cái cửa thứ nhất đó là Tần Quảng Dương, cửa thứ hai là Sở Giang Dương, thứ ba là Tống Đế Dương, thứ tư là Ngũ Quang Dương, thứ năm là Diêm La Dương, thứ sáu là Biến Thành Dương, thứ bảy là Thái Sơn Dương, thứ tám là Bình Đẳng Dương, thứ chín là Độ Thị Dương, và thứ 10 là Chuyển Luân Dương. Đó là 10 cái ông mà cai quản 10 cửa địa ngục mà thầy nói 10 cửa xem thấy ghê hồn đó, nữa ông mở ra đó. Vậy thì những cái cửa địa ngục này đó không có cái ông nào mà ăn hối lộ hết trơn, cho nên đó là cúng kiến như vậy không được. Thì cái ý chánh của câu này Đức Thầy đã khẳng định như thế vậy đó. Cứ việc tu hành ngay thẳng đi, rồi khỏi có cần cầu siêu cầu an gì Phật cũng độ nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng mà thiệt ra cha mẹ chết cũng phải đặt bàn, rồi nhờ đồng đạo mà đến cầu mới được, chứ không phải chấp khư ở trong cái văn tự. Thầy nói đây là thầy đánh đổ những cái người mà có tiền mà làm không có đúng, tu không có đúng với lời Phật dạy, chứ không phải thầy bác bỏ đâu. Chúng ta nên kỹ chút xíu như vậy đó, chứ đợi đôi khi chúng ta nắm cái câu này cứng khừ rồi cái chúng ta bỏ qua không cần cầu nguyện gì hết trơn thì nó không có phải. Tại sao vậy? Là gì đó, mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, người dường linh phải đơm quải mới là, có chi cũng ngấy vậy mà dân ơi. Thì hiện tại đó là ở trong cái ân tổ tiên cha mẹ, thầy cũng chỉ rõ ràng đó là sống thì lo nuôi dưỡng báo đền, rồi đến chết đó thì tu và cầu, tức là mình tu phước hay là thiền tu tịnh gì đó cũng được, mà tu phước nhiều chừng nào tốt chừng đấy, rồi cầu tức là những cái tuần tự hay là dỗ quải. Cho nên hiểu thông rồi đó, nó không bị chấp mà làm ra này nó khỏe. Mà thầy đã rầy như vậy rồi, thầy mới nói thêm một cái đoạn nữa đó: lập trai đàn chải chọt lao sao, rồi bôi lem mặt làm tù hát Phật, rõ ràng vậy đó. Thì cái này là cái nguy hiểm đó. Hôm nay không còn nữa. Tại sao vậy? Là vì mỗi người đều có cái kiến giải nó đã xác thực rồi. Mấy cái này đó coi như là thất bại, đã cái dùng hòa hảo không có nữa. Nhưng mà nó cũng còn nhiều cái khác. Rồi ở trong cái câu hỏi, cái câu hỏi coi kinh hay là không coi. Thật ra đó, kinh coi nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng mà cái người biết, còn cái người không biết coi nhiều chừng nào hại chừng ấy, là coi đâu chấp đó. Bởi vì cái kinh coi đó nó thuộc về mở kiến giải cho mỗi người. Phật khai thị thì mở kiến giải. Mà hôm nay thầy đã nhắc lại đó, cho mình biết đó, coi đặng cho nó mở trí chứ không có gì khác. Mong sanh chúng học điều thông thái. Được như vậy, cái sự hiểu biết rộng như vậy rồi đó, mới có thể đem cái giáo lý của thầy truyền bá khắp nơi được. Nhưng mà cái nào nó hợp theo giáo lý thầy đó thì chúng ta thực hành. Còn hãy nó không hợp thì ta coi ta biết như vậy rồi thôi.
ta cũng có quyền uyển chuyển, không phải là nắm cứng khừ một cái chỗ đó, mà phải có quyền uyển chuyển, chứ không phải là chấp nê vào ở trong cái lời kinh đó, rồi cái ông nào ông in, ông giải, ông tống ra đó, ta cũng làm y theo như vậy, thì nó thuộc về bị kinh chuyển. Còn kinh không, ta chuyển được kinh thì mới là cái người đắc đạo giải thoát được. Còn hãy bị kinh chuyển rồi là nó làm cho ta quay mòng mòng á. Bây giờ tỷ dụ thầy nói cầu tu cho đạt ngũ hương, nếu bây giờ mà chúng ta đem kinh chúng ta đọc đó, theo cái lời của Lục Tổ hay là hoặc ở trong những cái bộ kinh nói về ngũ hương, thì quý vị sẽ không thể tu được. Tại sao vậy? Là vì cái thứ nhất đó là giới hương, sự trì giới, tức là giữ 250 giới không cho tái phạm. Cái thứ hai là định hương, quý vị làm cũng không được luôn. Cái thứ ba là huệ hương, hãy sáng suốt thấy mười phương chư Phật như nắm ở trong bàn tay. Thứ tư là giải thoát hương, không bị dính mắc một vật nào hết. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương, xen lộn ở trong thế gian đổ hết tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào được độ. Mấy cái này chúng ta không bao giờ làm nổi hết. Vì vậy mà hôm nay chúng ta đọc kinh như vậy, nhưng mà chúng ta giải giảng thầy giải bằng cách khác. Bởi vì cái chữ hương, tức là cái mùi thơm, nó là một cái điều cao quý. Cái thứ nhất là cái người giữ giới không có phạm lỗi lầm. Vì vậy mà người ta nhìn vào cái người giữ giới người ta thương đó. Cho nên nó có cái mùi thơm bay ra, ai cũng khen tặng hết, người ta bắt chước. Thì giữ giới không có gì khác, một là tránh tất cả các cái điều ác, tức là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai làm tất cả các cái việc thiện, bất cứ việc thiện nào cũng vậy, bắt cầu đắp đường, nấu cơm nhà thương, nấu cháo nhà thương, cho nước, rồi cất nhà tình thương, xe từ thiện xã hội vân vân. Chúng ta phải nói rộng như vậy. Nó có ba vậy đó. Một là tránh các điều ác, hai là làm hết tất cả các việc thiện, thứ ba là nguyện mạnh cùng khắp, ở chỗ nào cần đó thì cứ việc giúp đỡ để mà gieo cái duyên đó sau này được độ. Vậy thì cái người mà làm được như vậy đó, có cái tiếng thơm, chẳng những mình ở đây ở trong vùng thôi, mà tất cả các tỉnh lân cận, thậm chí đến những cái nước ngoài, người ta cũng vẫn kính vẫn mến những cái nhà từ thiện, những cái nhà tốt lành như vậy. Vì vậy gọi là hương thơm, mà cái người đó coi như là lọt ở trong giới hương. Ta uyển chuyển làm sao mà ta nói mà bên kia nghe được, mà mình thực hành được, ở trong đó có ít nhiều thì nó mới có ích lợi. Chứ còn đọc như chánh văn thì thôi không ai biết hết. Cho nên khỏi bị kinh chuyển, mà chúng ta làm chủ được kinh, chuyển được kinh là như thế đó. Rồi định hương cũng vậy. Chứ định đó, không phải nói giữ cái tâm yên một chỗ như vậy là không bao giờ định được. Bởi vì người ta vào tam muội rồi thì đây những vị thiền sư không à, chỗ người ta ngồi thiền, nhưng mà mình Phật giáo hảo không phải giải như vậy được. Mà chữ định ở đây là gì? Là không có tán loạn, tức là không có phóng tâm theo cảnh. Đó, chứ không có gì lạ. Vì vậy mà con người sống nó có cái quay nghi, cảnh thì mặc cảnh, mình thì không có bị cảnh làm cho điên đảo, thì đó là định á, không có gì khác. Muốn nói rộng ra nhưng mà nó hao cái thời giờ. Rồi cái thứ ba là huệ. Chữ huệ á, không phải sáng suốt nắm mười, thấy mười phương chư Phật cũng như giới hương, mà ở trong các kinh đại thừa giải, mà ở đây chữ huệ tức là sáng suốt, không bị ô nhiễm và bị dính mắc tất cả các sự vật có, nhưng mà không có bị luyến tiếc, không có bị ô nhiễm, không bị dính mắc. Có nghĩa là nói cho dễ nghe đó nha, có một chiếc xe đây tạm mượn xe để mà đi làm Phật sự, đi làm từ thiện xã hội, chứ không phải có một chiếc xe rồi ngồi mà chùi hoài cho nó bóng, cho nó láng, cho nó bóng, cho nó láng. Đó là thuộc về mê, là nhiễm. Mà mượn nó để đi làm công đức thì nó thuộc về vô nhiễm, tức là huệ, không có nhiễm, thấy được thật tướng của nó, cho nên mượn nó để mà tạo công đức, thì cái đó gọi là huệ hương đó. Thì cái này cũng là mùi thơm bay ra, tại vì con người không bị cảnh làm chủ, mà chính mình làm chủ được cảnh. Rồi giải thoát là gì? Giải thoát là tự tại, không bị cái vật gì trói buộc, mà mình lúc nào cũng làm chủ nó, để đó có thì xài, không thì thôi, không có rầu rĩ buồn bã khi nó mất, mà cũng không có mừng vui nhảy nhót khi tức là có lợi cho mình. Lúc nào cũng vậy, vẫn bình thản. Có thì ta giúp đời, có nhiều giúp nhiều, có chứ ít, không có thì thôi, không bao giờ để cho cảnh trói buộc.
có người gì đổi thừa, phải cần có một số để mà giúp đời, cái đó nó cũng bị mắc ở trong nữa, thì cũng cứ việc làm y như vậy thôi, nhưng mà người ta không bị mắc ở trong cái việc làm, sống ở trong thế gian mà không bị mắc ở trong thế gian. Cho nên thầy nói một câu đơn giản là ta là cư sĩ canh điền lo nghề cải quốc cũng chuyên tu hành, nhưng mà xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao kia, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tí còn tục mà tâm lìa cõi mê, đó là giải thoát đó. Rồi giải thoát tri kiến hương là chúng ta thấy hiểu biết hết tất cả các sự vật rồi, các vật không làm cho ta ô nhiễm rồi, thì dầu cho ta chứa bao nhiêu đi nữa cũng không có làm cho ta bị mờ đục tâm trí cả, mà lúc nào cũng vẫn sáng suốt. Chứ giải thoát tri kiến là thấy rõ được cái bộ mặt thật tướng của vạn vật vũ trụ, cho nên người và ta đều là tạm, đều là giả, đều là không thật. Tạm là gì? Tạm là mỗi người đều sống một cái thời gian rồi nó sẽ tắt, do nên nghiệp lực mà trở lên đây, trả hết nghiệp lực rồi thì mạnh ai nấy đi con đường ấy. Chứ giả là do nơi tứ đại nó tạm thành, tạo thành, chứ không phải là thật thân của mình. Vì vậy mà cái thấy được như vậy rồi thì không có cái gì mà làm cho mình sanh phiền não hết trơn. Tôi cũng giả, ông cũng giả, cảnh giới cũng giả, cái tâm vọng cũng giả. Biết được như vậy thì gọi là giải thoát tri kiến hương. Bây giờ cái thấy không bị hẹp hòi ở trong một cái chỗ, mà cái thấy hiểu biết cùng khắp, và thấy đâu đúng đó, hiểu đâu đúng đó, làm đâu nên đó, tức là cái việc làm của có thể nói là đắc đạo hay giải thoát. Đọc kinh nhiều đâu phải là nguy hiểm đâu, đâu phải là làm cho mình thối đạo đâu, mà nó làm cho mình tiến. Nhưng có một điều làm ơn đừng có chấp cứng khừ ở cái trong cái lời giải của kinh đó, rồi cái rồi thực hành y như vậy mệt gần chết, mà nó không có hợp với cái thời đại. Cũng như thời này mà đem lúa mùa giải xuống thì coi chừng nó mất giống luôn, mà phải giải thần nông, giải những cái loại cao sản, như vậy mới có thể trúng mùa, mới có thể làm giàu được. Vậy thì ở trên đường tu cũng vậy. Cho nên thầy khẳng định một câu gọn thôi, tu với tỉnh biết làm chẳng khó, còn không biết thì không bao giờ làm được. Vậy thì mong đồng đạo mình cũng đừng nên chấp rằng đó không coi kinh mới được. Nội giáo lý thầy đủ rồi, đồng ý như vậy, nhưng mà không có làm lợi ích lớn được, không có hiểu rộng ra được, mà cũng không có giải quyết được những cái nghi vấn của người ta ở trong tâm người ta bị gút mắt như thế nào, mình không có thể giải quyết được. Vì vậy mà đọc kinh thì hiểu, biết, nhưng mà cái nào hợp với thầy thì đem ra chia sẻ với nhau để tu tập, còn cái nào không biết thì thôi. Mong rằng đồng đạo mình cũng nên suy nghĩ lại cho kỹ, không nên chấp một bên nào, và cũng không nên bỏ một bên nào, lấy bỏ đều là không đúng với đạo. Thôi thì chịu chia sẻ đến đây, xin tạm dừng, xin trả mic lại cho Thiện Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú quý đồng đạo, chúng ta vừa nghe đồng đạo Bình Bình chia sẻ rất là tuyệt vời, rất thực tế. Dạ, thưa chú quý đồng đạo. Và xin thay mặt đạo tràng được cảm ơn Quỳnh Vĩnh Bình. Quỳnh ơi, Quỳnh rảnh rảnh thì vô, nếu như sức khỏe có yếu thì cũng vô ngồi chút xíu Quỳnh. Không có Quỳnh cái đạo tràng nó lạnh ngắt. Dạ, bây giờ thì thấy có hai cái dòng chat thì mình nghĩ là cả hai đều hiểu rất là hay, nhưng mà viết lên thì có hai cái như nó đối nhau, nhưng mà thật sự là nó mỗi người đều có một cách nghĩ rất là hay. Đang tu tập thì nói nếu như mà ai mà dám nói mà không được xem kinh Phật, tức là động hay dòng, cái dê này chứ này thì mình không hiểu, ma thuyết đó. Nếu mà ai mà dám nói là không được xem kinh Phật thì mình nghĩ là không ai dám nói cái câu là không được xem kinh Phật, không ai dám nói câu đó, thưa chú quý đồng đạo. Còn như quyển tu thì nói ai chủ trương mà xem kinh Phật mới hiểu tôn chí cơ chỉ của Phật giáo hòa hảo thì là lạc ngoại đạo, nghĩa là không xem thì không hiểu. Thì đúng rồi, cái câu này cả hai cái mỗi người có cái lý đúng hết trơn á. Tại vì á thì mình nghĩ là nếu như chúng ta mà đọc sách giảng mà nói rằng tôi không có hiểu gì trơn, tôi phải coi là kinh Phật tôi mới hiểu, thì câu này thì Mỹ không có đồng ý. Từ trước tới giờ mình vẫn nói vậy. Tại có một số đồng đạo lên chia sẻ nói rằng á, đọc sách giảng chưa có hiểu, không hiểu
cho nên mới đọc lại kinh Phật rồi mới hiểu. Và đọc lại kinh Phật để coi đức thầy mình nói á, rút từ các luận các kinh như vậy có đúng là rút từ các luận các kinh hay không, thì chính cái câu nói đó mới làm cho đồng đạo thắc mắc. Thưa chư quý đồng đạo, thành ra mình không có thể nào đi giám sát lại đức thầy mình được. Thầy nói thì mình nghe, chứ sao nói là tôi đi đọc cái đoạn đó tôi phải đi ngược là tôi tìm hiểu bộ kinh đó để coi thầy đức thầy có nói là rút từ các luận các kinh hay không. Thì những cái đó thì chúng ta nói nhiều khi cái lời cái ý không có phải là như vậy, nhưng mà cái lời nói của mình á, nhiều khi nó làm cho người ta là tầm lầm tưởng một cái ý khác, cho nên nó mới có những câu như thế. Chứ thật sự là như Huynh Chính Bình chia sẻ thì rất là hài hòa. Nếu như không hiểu, nếu như mình có mà cái thời gian hay có cái trí để mà mình tìm hiểu được kinh Phật thì cái sự hiểu biết mình nó rộng rãi hơn. Còn nếu như mình nói rằng mình tu trong cái quyển sách giảng thôi mà mình không giải thoát thì không đúng, không hiểu hết là không đúng. Cứ tu đi, cứ theo đi, bởi vì nó vi diệu thẩm thâm thì làm sao mình hiểu hết, mình hiểu theo trong khả năng. Thành ra mong quý đồng đạo qua sự chia sẻ của đồng đạo Vĩnh Bình, chúng ta rút ra được một bài học kinh nghiệm và ứng dụng vào cuộc sống, thì mình nghĩ như vậy rất là đầy đủ. Và bây giờ trở lại chương trình, kính mời chư quý đồng đạo nếu như có thắc mắc gì xin nêu lên. Thì Mỹ Hình thấy hình như hết câu hỏi rồi phải không quý đồng đạo? Dạ, em thấy bài Quỳnh Hồng Quang, kính mời Quỳnh. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Mời quý vị chat thêm câu hỏi đi, rồi mình sẽ chia sẻ. Nó bây giờ nó cái thế này nè, chúng ta nên nhận xét một chút xíu gì sẽ thấy. Người ta thường thường ta nói là tam sao thất bổn, bởi vì Đức Phật ra đời đó là 2500 năm rồi, hả quý, 2500 mấy chục năm rồi. Rồi trải qua bao 22 hơn 25 thế kỷ rồi. Thì kinh sách đó, nó cũng bị sai lạc rất là nhiều. Và cái trình độ của chúng sanh đó, vào cái thời kỳ mà Đức Phật còn trụ thế cho truyền cho các cái vị tổ, ba vị tổ, cái trình độ lúc đó nó khác hơn cái trình độ của chúng ta hôm nay. Lúc đó thì chỉ cần nói một câu là ngộ đạo à. Cái trình độ nó cao vậy đó. Còn trình độ chúng ta hôm nay nó thấp à. Phước mỏng mà nghiệp dày. Còn cái trình độ của các cái vị ở thời kỳ đó, nó phước dày mà nghiệp mỏng. Cho nên cái trí tuệ của người ta rất là sáng suốt. Cho nên Phật nói những cái lời nói hết sức là cao siêu, nhưng người ta nắm bắt được. Rồi tu rất là đắc đạo. Rồi cái đó đó, thì cái chân lý ấy đó, hôm nay đó Đức Thầy cũng đem cái chân lý đó mà để truyền đạt cho chúng ta hôm nay đây. Tuy nhiên là Đức Thầy có cái bổn phận là chấn hưng lại đạo Phật đã bị sai lạc như tôi đã trình bày quý vị kể trên đó. Thì tại vì chưa có câu hỏi cho nên là tôi, mà cái này tôi thường chia sẻ với quý vị rất là nhiều. Quý vị nên nghiên cứu lại. Nếu ở bên Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta nên nghiên cứu vào cái bộ Giác Tiến, mà cái tập từ bắt đầu tập 3 trở đi đó. Nó 20 tập mà ta bắt đầu tập 2 hay tập 3 trở đi đó, thì mình sẽ thấy giáo sư Nguyễn Văn Hầu đó đã có nói một cái lịch sử của nhà Phật, viết lại cái lịch sử nhà Phật. Và quý vị nếu mà coi kinh á, thì ở bên Bộ Phật Học Phổ Thông á, của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, ở trong cái quyển 5 thì cũng nói rõ cái lịch sử nhà Phật. Thì lịch sử nhà Phật của chúng ta đó, Đức Phật, cái kinh Phật đó được truyền trực tiếp qua Việt Nam từ Ấn Độ và gián tiếp từ Trung Hoa. Rồi đạo Phật thịnh hành ở đất nước ta là đời Đinh Lê. Cái đạo Phật nó thịnh hành rồi, nhưng mà chỉ tu tiệm pháp thôi. Nhưng mà tới đời Lý Trần á, thì mới thật sự là thịnh hành nhiều, mới tu đốn giáo nhiều, và cái có nhiều người tu đắc đạo. Nhưng mà 405 thì Hồ Quý Ly lên cướp ngôi nhà Trần. Và lúc cướp ngôi nhà Trần đó thì thông đồng với cái nhà Minh ở bên Tàu, giặc Minh bên Tàu sang xâm lấn đất nước chúng ta và tịch thu hết trên kinh sách của đời Đinh Lê Lý Trần, đem về Kim Lăng, rồi đốt chùa miếu của đất nước của chúng ta rất là nhiều. Thì Hồ Quý Ly như vậy là cai trị 8 năm. Cai trị 8 năm, nhà Minh cai trị chúng ta 8 năm cho đến 13 năm. Cho đến 1418 thì Lê Lợi khởi nghĩa đánh đuổi nhà Minh, 10 năm sau mới thành công.
Thành Công đánh đuổi được nhà Minh rồi thì Lê Lợi thời bấy giờ đó là sùng đạo Nho, không không còn sùng đạo Phật nữa. Cho nên là kể trải một cái thời kỳ của nhà Lê đó, thì nhà sư đó phải bị đi khảo hạch, rồi cái người nào đủ đủ chuẩn thì được ở chùa, còn cái người nào không đủ chuẩn thì bắt hoàn tục và tịch thu chuông. Có nhiều cái đời vua nó tịch thu hết chuông mỏ ở trong chuông ở trong chùa đó để đúc làm binh khí đi đánh giặc, bắt các cái nhà tu đi lính nữa. Rồi còn các cái nhà sư thời bấy giờ đó thì không có đi truyền bá đạo Phật mà ở ở trong chùa không à, chỉ làm là để cầu cúng không à, cầu cúng cho làm chay tăng chay đàn đồ này kia để cho cái những cái người chết để cho tụng kinh mướn lấy tiền không à, không không có truyền bá đạo Phật. Rồi mãi cho trải qua tới cái đời hậu Lê thì có đạo Phật, nó có thịnh lợi một lúc nhưng mà không đáng kể, không đáng kể lắm, là không đáng kể là sao, cũng không ai viết ra được thêm bộ sách bộ gì nữa hết á. Ở cái thời kỳ đó cũng có rồi tới cái Mạc Đăng Dung lên cướp ngôi nhà Lê đó, từ đó cái đạo Phật cũng cái đạo sùng đạo Nho không, ngay cả nước Tàu cũng sùng đạo Nho luôn, nhưng mà các nhà sư bên Tàu còn chạy qua tị nạn ở bên đất nước của chúng ta để mà tìm cái đường mà tu đó. Cho nên là rồi tới cái Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi tới Nguyễn Ánh Nguyễn Huệ đánh nhau đó, là tất cả nó làm cho cái đạo Phật nó không không còn không cường được truyền bá. Mãi đến năm 1849 thì Đức Đức Phật thầy Tây An ra đời mới đem cái chân truyền của Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni để chỉ dạy cho mọi người, nhưng mà chỉ ở được miền Nam, còn miền Bắc thì mà thì không được truyền bá ra tới ngoài đó. Mãi đến năm 1930 thì đó mới 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 đứng lên cổ vũ cái phong trào là chấn hưng đạo Phật khắp thế giới. Thì lúc đó ở bên Ấn Độ, cả Ấn Độ rồi này kia đó, thì các cái Hồi giáo nó nổi lên nó đốt hết trơn cái kinh sách của nhà Phật, ngay cả bản gốc mà của các cái vị thánh tăng để mà khu hội để mà kiết tập đó, nó cũng đốt hết cái bản gốc rồi. Đó, còn kinh sách mà chúng ta hôm nay còn được đó là vì sao, là cái nhờ cái đại hội Phật giáo đó mới, người ta mới cứ 2 năm hội một lần kể năm năm 1930 tới giờ đó, thì các cái nước nào còn sót lại bộ kinh nào mới đưa ra cái đại hội đó để mà thẩm tra xét, để mà coi cái nào nó đúng thì giữ, cái nào không đúng thì loại bỏ. Nhưng mà làm 84 năm rồi, năm nay là cái đại hội Phật giáo ở tại Việt Nam một lần nữa nè, thì 84 năm rồi đó, mà có một cái chuyện một à là cãi hoài không. Thì bên Nam Tông thì nói là Thái tử Siddhartha đi xuất gia, còn bên Bắc Tông thì nói Thái tử Siddhartha đi xuất gia năm 19 tuổi. Như vậy mà cãi hoài tới giờ chưa có ngã ngũ nữa, nhưng mà Đức Thầy thầy ta xác nhận là ấy, 19 tuổi là sao, 6 năm đi tầm đạo, 6 năm ngồi khổ hạnh, thì như vậy đó là cộng 12 năm với cộng 19 tuổi là 31 năm đi trụ thế, 49 năm là 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn là đúng căn lịch sử đạo Phật. Nhưng mà cái ông kia ông không biết căn cứ vào đâu, ông cứ nói 29 tuổi mà ông cãi hoài mà tới giờ cũng không có ngã ngũ nữa. Tôi nói quý vị đó, khoảng trống cái thời gian ấy đó, trong khi mà các nơi đó đã bị khủng hoảng về vấn đề kinh sách và vấn đề truyền bá đạo Phật đó, thì có một cái nhà nhà sư ở Lạt Ma giáo ở bên Tây Tạng mới truyền qua bên Trung Hoa hồi đời Nguyên đó, mới đem cái thuyết mà gọi là tu để cho cái thân này thành Phật đó, không có tu theo bát chánh đạo không có gì trơn, bác bỏ hết á. Bởi vậy Đức Thầy nói là thêm tà sư ngoại đạo gieo vào, ngoại đạo là muốn nói Lạt Ma giáo đó, chứ không phải nói ai đó. Cái lịch sử nói rất là rõ ràng. Thì mãi cho đến 1930 thì Thái Hư Đại Sư mới mới cổ vũ cái phong trào mà chấn hưng đạo Phật. Thì lúc bấy giờ đó thì Việt Nam chúng ta cũng có hưởng ứng, nhưng mà chỉ có là mở trường dạy đạo Phật và đồng thời là viết tạp chí thôi, chứ chưa có đi truyền bá. Cho nên là khi mà Đức Thầy viết bài Sa Đéc đó, Đức Thầy vẫn nói năm 1940 mà đạo Phật ở nước ta chưa có truyền bá, là nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa tìm thiền môn còn hở khóa then, năm 1940 cái nước Việt Nam chúng ta đạo Phật chưa được truyền bá, mãi cho đến năm 1145 mới truyền bá. Thì cái khi đó, đó là Đức Phật thầy Tây An dẫn dài xuống Phật trùm Phật Bổn Sư
Rồi ông sư giải bán khoai rồi đến Đức Quỳnh Giáo Chủ năm 1139, đem cái chân truyền của Đức Phật để mà truyền bá lại. Nếu cái đạo Phật còn đứng yên như hồi trước tới bây giờ thì Đức Thầy, Đức Phật Tổ, hai vị Phật Tổ đó không có sắc lệnh cho Đức Thầy xuống đây để làm gì, để chấn hưng đạo Phật để mà chi. Vậy thì tôi muốn nói lên một cái lịch sử của nhà thờ Phật, nó có sự thăng trầm, có sự bi đát như thế đó, cho nên mới có sự sai lạc rất là nhiều. Vì thế chúng ta xem kinh nên cẩn thận, là mỗi một người người ta luận một ý, mà cái nào mà đúng như lời Đức Thầy chỉ dạy thì chúng ta tiếp thu để mà chúng ta thực hành. Thì bây giờ mình phải căn bản là làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Để vì sao? Đức Thầy đã được sắc lĩnh của hai vị Phật Tổ, và đời đó Đức Thầy quán căn cơ trình độ của chúng ta rồi, mà bây giờ Đức Thầy dạy như vậy là chúng ta vừa hợp với căn cơ trình độ và làm nó đạt hiệu quả. Còn kinh thì cứ tự do xem, không có cái gì hết, giống như đồng đạo Vĩnh Bình nói đó, xem kinh. Nếu mà mình chuyển được kinh thì mình nên xem, còn không chuyển được kinh thì nó là con dao hai lưỡi, nó sẽ rất là có hại, không có cái gì hết á. Thì kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, tôi xin góp một cái ý nhỏ vậy. Bây giờ mình muốn dẫn chứng thì mình phải nói cái lịch sử thăng trầm của đạo Phật, gì đâu mà phải hôm nay Đức Thầy phải được lệnh của Đức Phật Tổ xuống đây để mà chấn hưng lại đạo Phật. Nó có cái nguyên nhân như thế. Chứ tôi cũng không muốn rằng là khoe khoang rằng mình là cái người có nghiên cứu hiểu biết, mong rằng đồng đạo rất là thông cảm. Ở đây là mình chia sẻ cái sự hiểu biết mà tôi nói đó, thì quý vị nếu không tin thì quý vị cứ lật mấy cái chỗ đó ra xem. Thứ nhất là ở trong cái bộ Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa ở trong quyển 5 đó, thì sẽ thấy cái điều đó. Nếu chúng ta lật lại giác tiến thì coi từ từ một á, từ từ một cho dài dài tới đó, thì ông giáo sư Nguyễn Văn Hầu nó cũng có viết rõ là về cái lịch sử thăng trầm của đạo Phật, nó rất là rõ ràng. Tôi chỉ nói đại khái vậy thôi ha. Bây giờ tôi xin trả mic lại cho Thiện Mỹ, mong rằng quý vị chúng ta nên thông cảm cho nhau, đừng có hiểu lầm rằng là sao mà ông này ông nói kinh bị ông kia ông bác rồi này kia. Không phải vậy, mà là tôi muốn nói về cái pháp thực hành, phương pháp thực hành chúng ta nên thực hành theo lời chỉ dạy của Đức Thầy là đúng nhất. Vì sao? Đức Thầy chúng ta là Phật, mình tin là Phật rồi, mà Phật mà có sắc lệnh của Phật Tổ nữa thì có đâu có dám cái dạy gì mà sai với cái ý của Phật Tổ đâu. Cho nên là cái điều đó, mà cái căn bản đó chúng ta nên nên mà nghiên cứu kỹ lại để mà thực hành. Bởi vì Đức Thầy nói là việc tu tỉnh ít người hiểu lý, ít người hiểu lý là vậy đó, là mình phải tìm hiểu cái lý. Còn xem kinh thì cứ xem không có sao hết đó. Nhưng mà thực hành nên thực hành thì tôi thấy nó đạt hiệu quả hơn ha, với Đức Thầy dạy mình rất là thực tế. Thì bây giờ xin trả mic lại cho Thiện Mỹ nha. Nam mô Di Đà Phật. MC ơi, Thiện Mỹ ơi, bỏ bỏ chạy đi đâu rồi? Bây giờ đồng đạo Vĩnh Bình ơi, bây giờ tôi đọc cái câu hỏi của Hoa Sen ha. Đồng đạo lên chia sẻ ở cái đoạn này giùm ha. Hoa Sen hỏi nè, kính nhờ quý đồng đạo chia sẻ 20 câu trong bài kệ quyển 1, kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau sẽ thấy, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai, lúc này thế giới bi ai, chẳng nói dáng dài Phật nọ tức tâm, mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao, hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên bước vào đường tu, xưa nay đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân, quan trường miệng nói gian răng, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ, buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ, người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bệnh dị kỳ khó coi, nó coi dương trần chậu úp được voi, dương gian chậu úp được voi, giấu đầu là rồi lại cũng lòi cái đuôi. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, bây giờ không có MC, tôi tạm thời đọc 20 câu ở trong quyển 1 mà đồng đạo Hoa Sen hỏi. Bây giờ mời đồng đạo Vĩnh Bình đưa tay lên chia sẻ. Đồng đạo Vĩnh Bình, đạo Vĩnh Bình ơi, alo, đưa tay lên chứ. Đạo Vĩnh Bình ơi, đạo Vĩnh Bình ơi, đưa đưa tay lên đi. Tôi nói có nghe không? Đạo Vĩnh Bình rồi, rất là hay. Đạo Vĩnh Bình đi chia sẻ đi, chừng nào mệt thì xuống tôi lên chia sẻ tiếp, có gì đâu ha đồng đạo.
rồi nếu chia sẻ được luôn là tốt rồi. Rồi nhường mít lại, 1 2 3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay sao không có ai chơi, hai anh em mình lập lán hay làm sao đây? Thưa với chư đồng đạo, thường thường đó thì tôi ít có chia sẻ nhiều gì lắm, vài câu thì vàng nó cũng trần ai rồi, cái này tới 20 câu quá nhiều trong cái quyển nhất. Thì nói cái quyển nhất là cái quyển đầu tiên mà Đức Thầy viết khi mà khai đạo đó. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Là Vĩnh Bình mới vừa nói được mấy tiếng là bây giờ chỗ Vĩnh Bình cúp điện rồi quý vị ơi. Bây giờ thì thôi, tôi xin xin phép đồng đạo ha, tôi chia sẻ 20 câu này. Chiến sĩ Như Lai mà bây giờ có tướng thì không có, thì bây giờ mình lính giờ cũng phải ra trận chứ làm sao vào không quý vị. Kính thưa toàn thể chư quý vị, Đức Thầy chúng ta nói là kệ kinh tưởng niệm cho sành. Kệ kinh là gì? Kệ là cái sự tóm kết của cái bài kinh. Khi mà Đức Phật thuyết một cái bài thuyết của Đức Phật á, thuyết kinh á, cái lời của Phật thuyết ra đó gọi là kinh. Thì thuyết xong rồi các Phật thường tóm kết bằng mấy cái câu kệ hay là một bài kệ, thì để tóm kết những cái ý chính ở trong cái bài thuyết đó. Thì hôm nay Đức Thầy của chúng ta cũng vậy nữa, cái giảng của Đức Thầy đó gọi là kinh, bởi vì mấy thầy nói là giảng kinh đó, là kinh. Tại bây giờ kêu gọi là giảng. Giảng là sao? Bởi vì trong đó đó Đức Thầy có nói lại cái lời của Đức Phật và giảng giải cái nghĩa lý của Đức Phật nói, mà chúng sanh có cái mà không hiểu mới gọi là giảng kinh. Có cái nói y nguyên văn của Đức Phật, mà có cái là giảng cái nghĩa lý của Đức Phật. Giảng mà chữ giảng nó có nghĩa là dạy nữa, giảng là giải, mà giảng có nghĩa lấy cho nó rõ nghĩa để rồi dạy cho mọi người tiếp thu được để mà thực hành. Tưởng là nhớ, chữ tưởng nó là nhớ, tưởng tưởng niệm đó, hai cái giống nó giống nhau. Mà tại sao Đức Thầy nói ở đây nó tới hai hai cái là chữ tưởng, cái nghĩa của cái chữ niệm chứ không có cái gì khác hết đó. Nhưng mà tại sao Đức Thầy kêu tưởng rồi còn niệm nữa? Để Đức Thầy nói cái này quan trọng, cho nên Đức Thầy chúng ta nhấn mạnh ở cái điểm này, phải liên tục để mà tưởng nhớ cái điều này. Chữ niệm là tưởng là nhớ chứ không có gì khác. Cho nên Đức Thầy nói rằng kệ kinh đó, mình phải để ở trong lòng mình luôn 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 tưởng nhớ ở trong lòng. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dù làm lụng cũng là trì chí. Mà tôi thường trao đổi với quý vị đó, nếu chúng ta không niệm Phật mà chúng ta lấy một cái lời của Đức Thầy, một cái câu của Đức Thầy ra chúng ta để tư duy, để mà mình tìm hiểu nghĩa lý, nó cũng đồng với niệm Phật, không có gì khác hết đâu. Bởi vì cái đó là tưởng nhớ những cái lời chân chánh, không có gì sai á. Kệ kinh tưởng niệm cho sành. Cho sành đó tức là cho rành. Ví dụ như hồi ngày xưa đó, mà tại sao Đức Thầy dùng cái lời này để làm chi? Để cho mình bình dân quá, để cho mình dễ hiểu. Với ngày xưa mình chúng ta ông bà người ta rộng con cá, nói rộng cá cái thấy nó sành là nó sỏi, nó cứng à, con cá nó cứng à, nó rất là sành, là nó cứng, là chắc chắn là con cá này nó không có bao giờ chết đó. Trước khi người ta đem đi, người ta đi giăng câu, người ta móc mồi câu đó để cho cái sự chịu đựng của nó sống rất là dai. Nó kệ kinh tưởng niệm cho sành là tức là cho nó rành, nghĩa là mình hiểu cái lời lẽ gì của Đức Phật dạy đó thì mình phải phải hiểu cho nó cặn kẽ. Alo MC, vô hát MC. Bây giờ 20 câu tôi chia sẻ 10 câu, MC chia sẻ 10 câu ngang Vĩnh Bình, tại vì bị cúp điện rồi. Vĩnh Bình còn ở đây chứ, còn bây giờ bị cúp điện rồi. MC vô, mới vô chia sẻ. Bây giờ coi ở trên bảng này đó nha, MC chia sẻ tiếp 10 câu nha. Tôi chia sẻ 10 câu. Kệ kinh tưởng niệm cho rành là tức là mình nên nhớ ở trong lòng liên tục như vậy, mà đừng đừng có bao giờ quên, đừng có bao giờ quên.
ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai, thì ngày sau tức là ngày nào? Tức là ngày lập đời, hay là khi mình bỏ cái xác này mình được giảng sanh về cực lạc, mình thấy Phật thực tế, mình ở gần làm bạn với Phật với chư Bồ Tát không à? Cho nên là ngày sau, ngày sau là muốn nói là khi mình đã bỏ cái xác thân này, hay là hoặc là mình còn sống mà mình còn chứng kiến được cái sự lập đời thượng nguyên ở sau này, thì có Phật thánh tiên ở tại thế, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Đành rành chẳng sai là sao? Mình thấy Phật được ban thưởng cái công tu của mình, cái công đức của mình tu hành đó, mình được dự hội Long Hoa. Mà cái người nào được vào dự hội Long Hoa là cái người đó được ban thưởng, giống như học sinh mà học ở trường đó, mà thi mãn khóa xong rồi đó, sau này người ta triệu tập lại mà để mà cấp cái bằng á, thì cái người nào có tên là cái người đó chắc chắn là được nhận lãnh cái bằng à. Còn cái người nào mà không có tên được mời được gọi đến đó, thì coi như cái người đó là rớt rồi. Thì ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai, lúc này thế giới bi ai, lúc này là cái lúc mà Đức Thầy ra đời đó quý vị. Thì Đức Thầy viết cái giảng này vào mùa thu, mùa thu thì nhằm cái tháng 8, tháng 9, tháng 7, tháng 8, tháng 9, giảng này ra cuối mùa thu, thì lúc đó cái thế giới nó thế giới đệ chiến thứ hai đó nó khởi đánh rồi. Cho nên là Đức Thầy nói là thế giới bi ai, cái đại chiến thứ ba nó nổ ra. Bởi nghe Đức Thầy ra đời tháng 5 năm 1939, đến tháng 9 năm 1939 thì chiến tranh thế đệ nhị thế chiến nó nổ bùng ra. Cho nên Đức Thầy mới nói là lúc này thế giới bi ai. Bi ai là đau khổ, là đau buồn thương thương xót, đau khổ dữ lắm. Thế giới bi ai chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm. Cho nên là thế giới nó lung tung rồi. Bây giờ cái điều cần yếu á, không có nói vắn mà cũng không nói dài. Bây giờ không có cần giảng cái đạo lý quá quá cao siêu để nói hết lại cái đạo lý mà hồi xưa Đức Phật Thích Ca giải. Mà cái chủ yếu của Đức Phật Thích Ca giải hồi ngày xưa đó, trong 84.000 pháp, cái pháp môn nào cuối cùng rồi cũng chỉ cho người ta thấy được cái bản tâm của mình và làm chủ được cái chân tâm của mình. Đó là cái điều quan trọng. Tại vì trình độ của chúng sanh nó không đồng đều, ngài phải phương tiện nói nhiều cách, nói cho nó phù hợp với cái 84.000 cái trình độ đó, mà ngài nói bằng cái 84.000 cái cách. Nhưng mà cuối cùng á, của cái cách nào đó rồi cuối cùng cũng chỉ vào cái tâm thôi. Cái bản tâm đó là cái quan trọng. Tại vì ai cũng có cái tâm giống như Phật vậy, nhưng mà mình bị cái vọng tâm nó che phủ cho nên mình không thấy. Nay thì Phật chỉ cho mình để mà mình loại bỏ cái vọng tâm, để mình thấy được chân tâm và làm chủ được chân tâm là đắc đạo. Vậy thì Đức Thầy nói chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm. Cái Phật đó là ở trong tâm mình, chứ đừng có kiếm Phật ở đâu ở ngoài. Phật mà kiếm ở ngoài, Phật cũng không có giúp cho mình gì được nữa, chỉ cho cái cách cho mình, giúp đỡ cho mình là chỉ cách cho mình để mình thấy cái bản tâm của mình. Ngài cũng từng từ cái chỗ mà bị vọng tâm che phủ rồi, ngày hôm nay loại bỏ được cái vọng tâm che phủ đó, ngày làm chủ được cái chân tâm rồi, thì đem cái phương pháp đó chỉ dạy cho mình. Cho nên chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm. Nói cách nào để nói đi rồi cuối cùng cũng chỉ vào cái tâm chỗ đó thôi. Mấy lời khuyên nhủ chẳng làm. Đó, mấy lời này khuyên nhủ là không bao giờ lầm. Là gì? Cái đạo Phật từ ngàn xưa, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã khai thị như vậy rồi, chỉ vào cái chỗ đó thôi chứ không có đâu. Cho nên là không bao giờ lầm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm. Từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao. Từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao là cái gì? Là từ đây, là từ khi Đức Thầy ra đời, Đức Thầy viết ra giảng kệ này đó, thì cái đạo hạnh, hạnh là đức tánh, cái đức tánh của mình. Đạo là cái con đường để chỉ cho mình, để rèn luyện cái đức tánh của mình đó, để cho nó mình được cái mầm thanh cao, là tức là cái mầm là cái chồi của cái cây á, cái cây á, thì gọi là cái mầm. Hay là cái hột giống đó đã gieo được, nó lên được cái mầm, nó lên được cái mầm, thì cái giống Phật mình đã gieo hôm nay nó sẽ được, nó nảy mầm, mà cái mầm này nó lại là thanh cao. Thì hôm nay Đức Thầy đem cái giống bác ái nè, gieo sâu vô tận nè, bây giờ đem chỉ cho mình để cho mình gieo, để mình có
lên được cái cây cổ thụ giống như Phật vậy, được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, hồng trần tức là hồng là đỏ, trần là bụi đỏ chứ không có gì. Mình sống ở trong cái cõi hồng trần này đó, cái cõi này gọi là cái cõi hồng trần, là cái bụi đỏ. Chúng ta nhìn xuyên qua cái kẽ hở của cái nhà mình nằm ở bên vách đó, mình sẽ thấy là cái những cái hạt li ti như vậy đó, trong không khí vậy đó, chứ nó cũng không có sạch sẽ gì đâu, nó cũng có những cái hạt bụi li ti đó, mới gọi là hồng trần là bụi đỏ. Bụi lao khổ xiết bao, mượn cái vật này để chỉ cho mình là mình sống ở trong cái cõi đời này là cái cõi đời phải phải gọi là cõi cõi ta bà, là cái cõi kham nhẫn, mình sống ở trong cái cõi chịu khổ. Mình thấy người ta giàu mình tưởng đâu là sung sướng vậy, chứ mình sống gần mình sẽ thấy người ta không có khổ bằng thân xác, người ta cũng khổ bằng trí trí não, không có bao giờ yên được hết trơn. Cho nên hồng trần lao khổ xiết bao, lao là lao tâm á, nhập trí á, lao tâm khổ trí á, không khổ xác thân thì cũng khổ trí, xiết bao không có sao mà kể cho hết được. Khuyên trong lê thứ bước vào đường tu, khuyên trong, khuyên là khuyên, khuyên trong đó là lê thứ, lê là đen, thứ là nhiều, tức là người cái dân đen, là muốn nói cho tất cả mọi người đó, mình sống ở trong cái cảnh chịu khổ đây, bước vào đường tu. Hãy hãy Đức Thầy đem cái chân truyền của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền lại rồi, mình phải bước vào đây để mà mình tu, cũng như thầy mở ra một cái trường rồi để chiêu sinh, để dạy rồi, mình phải vào đăng ký để mà mình học đi, để cho biết chữ. Thì cái người học đạo nó cũng giống như cái ngoài đời, mình lo mình tu. Tu là để là cái nghĩa thông thường của nó là sửa chứ không có gì hết, tức là mình biết cái điều gì đúng mình làm theo, cái gì sai mình loại bỏ, gọi là tu. Xưa nay đạo hạnh quá lu, xưa nay đạo hạnh quá lu là xưa nay là sao, kể từ khi Đức Lục Tổ mặc truyền y bát, thần tú lộng hành, tà giáo lộng hành đó, để cái chánh pháp của đạo Phật nó hoàn toàn sai lạc rồi, cho nên mới lu bị lu mờ. Đức Thầy nói là đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời mãn góp thâu, chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa, xá phướng truyền lưu lấp đạo màu đó. Hay là tại ngươi bà thần tú bài chè cúng sôi, kinh với sám ngoài môi nó tụng, đạo si đồi tàn luận gì ai đó. Thì bây giờ Đức Thầy nói là xưa nay đạo hạnh quá lu, cái đạo hạnh là cái con đường để cho người ta rèn cái đức tính thanh cao, thì nó bị lu à, lu mờ hướng dẫn cho đi đúng đường đó, cho nên là bị cái tà giáo nó lộng hành, nó làm cho sai lạc cái chánh pháp và đạo Phật. Hồi xưa khi 49 năm trụ thế, Đức Phật không có dạy kiểu đó, không có dạy ai tụng một câu kinh nào đó, không có dạy ai cúng bái gì cái kiểu đó, không có. Trong 49 năm trụ thế không có gọi biểu mà tụng kinh gõ mõ gì. Quý vị xem lại lịch sử nhà Phật này, tôi nói là phải nói có sách mách có chứng, và không có chỉ dạy ai cúng bái một cái điều gì, cúng cho Phật cái gì không có, cúng chè cúng sâu gì nó không có. Đức Phật trụ thế thì Phật cũng ăn như chúng ta thôi, còn các cái vị Phật mà đã nhập Niết Bàn rồi không bao giờ đến ở đây để mà hưởng cái của mà dân cúng của thế người thế gian đâu. Ở cõi cực lạc mà Đức Phật còn dặn những người giảng sanh về đó, cuộc y thực muốn chi đủ thứ, mà có thiếu cái gì mà đi xuống đây ăn của mình mà bày ra cúng kiến để chuộc tội, thì cái điều đó sai. Đạo Phật không có vậy, người nào làm đúng thì không bị rơi vào luật nhân quả, người nào làm sai thì bị rơi vào luật nhân quả, vậy thôi à. Cái đó là nó là vậy. Cho nên xưa nay đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. À, ngày nay sáng tỏ là sao? Ngày nay Đức Thầy đem cái chân truyền của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để truyền lại, thì cho nên là sáng tỏ đền bù ngày xưa. Ngày xưa xưa là một khoảng trống 1.000 năm đó, cái đạo Phật bị lu mờ không có chánh pháp, gọi là ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, bù lại cái ngày xưa mà cái cơ hội tốt mà mình không tiếp nhận để lo tu thì nó uổng vô cùng. Hồi trước tới giờ mình dầu muốn tu thì cũng sai đường, không có ai hướng dẫn. Cho nên Đức Thầy nói là ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, mặc tình kẻ ghét người ưa. Mình nói ra như vậy thì đụng chạm, Đức Thầy nói ra thẳng thắn như vậy là đụng chạm. Cho nên
cái kẻ mà người ta đang làm cái điều đó ra để lợi dưỡng gạt lường bá tánh đó, thì người ta ghét Đức Thầy rồi. Còn cái người mà hiểu thấu được cái lời lẽ chân chánh của Đức Thầy thì người ta ưa, người ta đến để người ta quy y, người ta tu. Còn cái người mà Đức Thầy đụng chạm tới quyền lợi người ta ghét rồi. Tại vì hồi đó người ta lợi dưỡng gạt lường như vậy nó quen rồi. Ta nói bây giờ lập chai đàn rồi rồi là làm xá hạt, xá ngựa. Xá hạt á, thì để cho cái người đó đi về ở trên Phật để mà dùng tiền để mà lo lót ở trên đó, rồi đi xuống âm phủ thì lo lót mấy cái cửa ngục đó. Thành ra là bây giờ Đức Thầy nói thẳng quá người ta ghét, cho nên Đức Thầy mặc tình. Ta có ghét thì ghét, nhưng mà tại vì ngài dân sứ mạng Đức Phật Tổ, ngài phải đem chân truyền của Đức Phật Tổ đến đây để chỉ dạy, thì bây giờ dầu có ai ghét thì ngài cũng mặc tình, ngài không có buồn đó. Ngài ngài cũng cứ cứ lo làm cái bổn phận của ngài thôi. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân, không có nói thừa. Ngài không có nói thừa một lời nào, cái lời của Đức chân truyền của Đức Phật Tổ ngài không nói thừa một câu. Và cái sự vận hành của tạo hóa đó, cái thiên cơ đó, ngài cũng không nói thừa một câu nữa. Không có nói thừa chi, bởi vì quý vị biết Phật rồi là cấm môn đệ nói dối, thì chính ngài không có bao giờ nói dối, cho nên không nói thừa một câu. Điên chẳng nói thừa lại với thứ dân, không có nói một thừa mà một cái câu nào với dân hết trơn. Quan trường miệng nói gian răng. Quan trường là những cái người làm quan đó quý vị, làm quan á thì cái miệng nói gian răng, nào là nói yêu dân yêu nước, nào là nói là cái pháp luật nghiêm minh, cái chánh sách công bình, đối xử bình đẳng với mọi người, là miệng nói gian răng là nói như vậy đó, là nói được tốt đẹp không à, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Nói như thế nhưng mà không có làm đúng như như cái lời nói đó quý vị. Đè đầu cởi cổ người dân ha, bóc lột hả, có chuyện thì đi tới phải lo lót thì mới được việc à, rồi là xu cao thế nặng đủ thứ. Thì như vậy là tâm còn dính chặt hồng trần bụi nhớ, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ, cái miệng thì nói là rất là tốt. Quan trường miệng nói gian răng, gian răng là nói toàn là điều tốt, mà nói ra điều luật số mấy chánh sách như thế này thế kia thế nọ, nói toàn là điều tốt không quý vị thấy đó. Nhưng mà cái đi muốn có cái chuyện gì đó thì phải đi cửa sau, mà còn bị đè đầu cởi cổ đủ thứ. Nếu mà mình không có cái người giúp đỡ thì mình là cái dân đen, là bị đè đầu cởi cổ mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Thôi bây giờ tôi còn chia sẻ được tôi chia sẻ luôn, rồi MC chia sẻ cái khác ha. Buồn đời nên mới làm thơ. Buồn đời tức là buồn đó, là thương thương cái người đó, nhưng mà buồn tại vì dạy không nghe thì ngày buồn, chứ dạy mà nghe thì ngày mừng. Bởi vì dạy không nghe thì cái cuộc đời cái người này khổ lắm, ngày thương tiếc cho cái người đó mà buồn vậy, chứ không phải buồn là giận. Cái buồn của Phật nó không phải giận, mà buồn là thương cho cái người này nè, vì dạy dỗ không nghe cho nên bị luân hồi, bị ở trong cái luân hồi, cho nên ngày buồn. Mà đã sanh ra được làm con người thì nó rất là khó rồi, mà bây giờ nói dạy dỗ không nghe thì phải bị luân hồi, bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi đó. Nó có thể là Atula ngạ quỷ súc sanh địa ngục, chứ chưa chắc làm được con người. Cho nên buồn, buồn đời nên mới làm thơ. Làm thơ để làm chi? Để cảnh tỉnh, để giác tỉnh, để cho cái lời thi thơ nó thẩm thấu vô trong cái lòng của người đó, mong rằng cái người đó tỉnh ngộ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lắp mắt ngơ mới kỳ. Vậy mà làm thơ đó, để đánh động cái tâm hồn của cái người đó. Khi mà người ta đọc cái lời thơ đó, người ta rung động cả tâm hồn đó. Có nhiều người cũng là mắt lắp tai ngơ mới kỳ, chứ mới kỳ là cái này quái lạ. Đã cái có cái lời thơ để làm rung động cho con người tỉnh ngộ, vậy mà bây giờ có người lại mắt lắp tai ngơ, mắt lắp thèm xem, tai không có thèm nghe, thì thành ra là mới kỳ mới lạ vậy, mới mới là quái lạ. Người đời lòng dạ bất tri, người đời lòng dạ bất tri. Lòng dạ đó là muốn nói cái tâm của mình với cái trí của mình nó không có chịu tri, tri là không có chịu tìm hiểu. Người đời lòng dạ bất tri là nghe
nói như vậy đó mà không chịu tìm để mà học hỏi, để mà hiểu biết, trông cho làm bệnh dị kỳ nó coi. Thì nói cái lời lành, thuyết pháp, nói lời lành nó không nghe, nhưng mà hả, khi mà Đức Thầy trị bệnh á, thì dị kỳ nó coi những cái bệnh mà chết rồi Thầy cứu lại sống, hay hoặc là cái bệnh mà nó khùng nó điên vậy đó, Đức Thầy trị đó, nó lại nó coi, súng lại coi. Còn nói là giảng đạo thì không nghe, trông cho lành bệnh dị kỳ nó coi. Dị kỳ là nó quái lạ. Dương gian chậu úp được voi, dương gian đó chậu úp được voi. Dương là cái cõi đời chúng ta đang ở này, có cái ánh sáng mặt trời gọi là dương, còn cái cõi âm đó, không có ánh sáng mặt trời. Gian là ở khoảng giữa, là trên là trời, dưới là đất, còn chúng ta ở là khoảng giữa gọi là dương gian, mà có cái ánh sáng mặt trời gọi là dương gian. Chậu úp được voi, cái con voi nó lớn quá mà cái chậu á nó úp làm sao được hết giáp con voi. Cũng như chúng ta làm một cái điều gian ác, chúng ta không bao giờ giấu, không bao giờ giấu được cái luật trời, tức là cái luật nhân quả, giấu được voi. Có thể qua mặt cái người đời được, nhưng mà luật nhân quả không qua được. Ý Đức Thầy muốn nói cho biết là dương gian chậu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi, giấu không được, giấu không được. Như tôi vừa trình bày đó, con voi nó lớn mà cái chậu nó nhỏ, làm sao úp được. Thì có dù cho mình không bị cái luật hình của cái người đời phân xử, thì cũng bị luật nhân quả phân xử à, không không có giấu được đâu. Đến diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục, lúc đó mình mới biết là có nơi địa ngục. Thì kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, 20 câu của Hoa Sen, của Ngôi Nhà Đạo Đức hỏi tôi, cái khả năng hiểu biết tôi trình bày vừa xong. Bây giờ tôi xin trả mic lại, và đồng thời mời một cái vị khác lên để đóng góp thêm, để cho cái đề tài được phong phú hơn. MC ơi, mời MC lên, có thể đóng góp thêm. MC Vĩnh Bình, tại chỗ Vĩnh Bình cúp điện rồi, MC vô cũng làm nói một vài lời coi. MC ơi, đưa tay lên MC. Bây giờ cái room của mình bây giờ MC gì mất tiêu trăng rồi, mời MC nha. 1 2 3. Alo. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, em chị cũng mới đi công việc, mới về tới nhà, thì cũng có nghe được Vinh Hồng Quang trình bày 20 câu ở trong quyển 1, trong quyển nhất đó. Từ câu kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật rành rành chẳng sai, đến câu là dương gian chậu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng lòi rồi sao đuôi. Thì MC có nghe Quỳnh Thường Quang nó trình bày rất là kỹ lưỡng về 20 câu này rồi. Và đồng đạo Hoa Sen cũng đã thành kính tri ân chú Hồng Quang. MC cũng xin được tham gia cái một số ý trong trong 20 câu giảng này. Thứ nhất là 2 câu đầu, kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật rành rành chẳng sai. Quynh Hồng Quang đã giải thích rất là chính xác. Kệ kinh tưởng niệm cho rành, tức là chúng ta dựa vào lời mà kinh điển của Phật, hay là dựa vào giáo lý của Đức Thầy để chỉ dạy, chúng ta tu tập cho nó nhuần nhuyễn. Sành có nghĩa là nhuần nhuyễn, nó thuần thục, nó không còn lỗi nữa. Thì ngày sau thấy Phật rành rành chẳng sai, thì Quynh Hồng Quang cho rằng ngày sau chúng ta sống được cõi đời Thượng Quan Thánh Đức, gặp được Phật, hoặc là được giảng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, gặp được Phật, thì đó rõ ràng đó là chúng ta đã thấy Phật về phương diện sự, tức là chúng ta con mắt chúng ta thấy Phật, thấy được Đức Phật. Nhưng mà ở đây thì MC cũng xin được tham gia cái ý kiến của mình, là khi mà chúng ta dựa vào cái lời của thầy dạy, chúng ta tu tập nhuần nhuyễn rồi, thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Và ngày sau, tức là khi mà chúng ta tu tập nhuần nhuyễn thành thục vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái Phật tâm của mình, thấy rõ ràng. Khi đó thì cái pháp thân của chúng ta, tức là cái Phật tánh của mình đó, cái Phật tâm, Phật tánh của mỗi chúng sanh đều có đó, lúc đó nó sẽ hiện bày ra, thì chúng ta cũng đã thấy được Phật ở trong lòng của mình. Thì đó là cái ý thứ nhất. Cược voi giấu đầu rồi lại cũng lòi sau đuôi. Thì ở đây như Quỳnh Hùng Quang đã trình bày, thì rõ ràng là
Còn người ta không thể nào mà che giấu được cái sự thật. Cho dù là mình che giấu được ở trên thế gian này thì cũng không che giấu được cái luật trời, không che giấu được luật nhân quả. Cho dù mình có làm ác ở thế gian này mà không ai biết thì cũng không thể nào mà tránh được cái luật mà gọi là của vũ trụ vạn vật, một cái quy luật khách quan của vũ trụ vạn vật, đó là cái quy luật nhân quả của vũ trụ vạn vật. Làm sai rồi thì nhất định chúng ta cũng thế nào chúng ta cũng bị cái quả báo. Thậm chí đến cái tư tưởng của mình nghĩ sai không ai biết được. Cái tư tưởng của chúng ta chỉ cần nghĩ sai thôi, cái tư tưởng của chúng ta khởi lên những cái tư tưởng tham sân si thôi, mặc dù ở bên ngoài không có ai biết được, nhưng mà đó cũng là cái nhân xấu, nhân ác, nhân bất thiện rồi. Không có thể nào mà giấu được cái luật nhân quả đâu. Thì khi mà khởi lên cái tư tưởng như vậy, tức là chúng ta đã tạo một cái nghiệp, hay là chúng ta đã tạo một cái nhân xấu, nhân ác rồi, thì không thể nào mà giấu tránh được. Thì đó là những cái ý mà LC muốn trình bày sự hiểu của mình, để mà nói lên cái bổ sung thêm cho cái đề tài, cho nó được thêm sáng tỏ. Rồi bây giờ thì không biết tới làm sao, tới đâu làm sao nữa rồi Quynh Hồng Quang, bây giờ ai làm MC nữa hay là sao nè? MC không biết rồi quý vị. Nếu mà Suối Trong ơi, alo Suối Trong ơi, nếu mà không còn câu hỏi hay là không còn sinh hoạt nữa thì kính mời quý vị diễn ngâm sám giảng sớm thôi, cũng giống như mọi hôm. Rồi khi nào mà có câu hỏi thì chúng ta cùng nhau sinh hoạt để mà cho nó rõ cái ý nghĩa và lời thầy dạy. Còn khi nào mà không có câu hỏi nữa, hết câu hỏi rồi thì chúng ta có thể ngâm sám giảng sớm hơn một chút. Thì bây giờ cũng còn khoảng 40 phút nữa thì tới giờ. Kính thưa quý vị, thì chú mở hàng đi hả? Hả chú ơi hả? Rồi ok, MC thì mở hàng cũng được. Mời quý vị đưa tay lên đi quý vị. Liền nè, David, rồi Minh Loan, Quynh Hồng Quang. Quynh Hồng Quang đưa tay lên đi. Tại tại Quynh cũng thuộc loại siêu sao rồi, chứ đâu phải hạng thường đâu. Sen Vàng, Hoa Sen, Suối Trong, mời quý vị đưa tay lên đi quý vị. Quý vị cùng tham gia đi quý vị. Năm Được, Cò Bay, Quynh Cò Bay nè, Bắc Nhẫn, Vĩnh Hưng, Tầm Vô Di, Thường Chủng, vân vân, rất là nhiều. Lục Bình nè quý vị, Khách Trần, Sấm Chùa, mời quý vị cùng tham gia đi quý vị. Kính thưa quý đồng đạo, thì để mở đầu cái chương trình diễn ngâm sám giảng trưa hôm nay thì LC xin được ngâm bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Thưa quý vị, thì cô Năm Võ Thị Hợi này, nếu mà có nghiên cứu thì quý vị biết là đây là cô con gái của ông cựu thơ ký Xóa Phủ Nam Kỳ, tên là Võ Văn Giỏi. Trước đó thì cô cũng đã đính hôn với con của ông Ký Đục Ngọ, con trai của ông Ký Đục Ngọ. Nhưng mà khi Đức Thầy về ở nhà ông Võ Văn Giỏi, sau một thời gian thì cô này tự động hồi hôn và cô sống một cái cuộc đời rất là buông thả. Sống chạy theo vật dục, sống một cuộc đời rất là buông thả. Nhiều lần, nhiều bài thơ mà Đức Thầy đã khuyên nhủ cô, nhưng mà cô cũng không có nghe theo lời Thầy dạy. Và cuối cùng thì quý vị thấy được là thấy được cái kết quả. Thì cô đã chết ở trong nhà thương điên. Sau đó cô bị điên và đưa vào nhà thương Biên Hòa, rồi cô chết ở trong nhà thương Biên Hòa. Thì đây là một trong những cái bài thơ mà Đức Thầy đã khuyên nhủ cô. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là Đức Thầy đã cho biết là ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục trầm lưng cách thượng tầng. Tức là theo như cái bài thơ này, nội dung của bài thơ này thì chúng ta thấy rõ ràng là cô cũng đã bị đọa lạc vào ba đường ác. Em xin được ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chánh đạo,
Phật pháp tiền năng dốc thực hành. Chớ nhiệm trần hoàng đường phân sông, chiếm bao cuộc thế chẳng tưởng còn. Chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề, tỉnh ngộ nghe thầy dạy ơi con. Hỡi con, đời tục rất thôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Mãn kiếp hồng trần sánh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con nay đóng cõi trần, đường tu lơ làng chẳng ân cần. Thương thay công quả tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn. Ác là ông trẻ còn chỉ nữa, địa ngục trầm lưng cách thường tặng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, em sẽ vừa ngâm một đoạn ở trong bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Ở đây giờ thấy còn có mình anh em sĩ với Quỳnh Hồng Quang, kính mời quý vị cùng tham gia đi quý vị. Hoa Sen nè, đưa tay lên đi quý vị khách trần. Rồi đồng đạo gì nè, có cái tên nước ngoài nè. Ông hai bà Hoa Sen sao mặt ghê quá. Còn viết là không có bỏ dấu em sĩ đọc cũng khó quá ha quý vị. Thầy xin được ngâm thêm một bài nữa nha quý vị. À, xin thề được ngâm thêm hỏi phỏng đá và phỏng đá trả lời. À, quý vị cũng biết là khi Đức Thầy ra đời đó thì người Pháp họ đang cai trị đất nước của chúng ta. Cái bài hỏi phỏng đá này nếu mà chúng ta có nghiên cứu thì chúng ta biết là đây là bài thơ của nhà văn Nguyễn Khuyến. Thằng Nguyễn Khuyến là một cái nhà thơ ở cái thời ông hai bà. À, cái thời nhà Nguyễn quý vị, khi mà ông khi mà gần cuối cuộc đời ông về hưu rồi đó, người Pháp họ xâm lược đất nước của chúng ta, và lúc đó ông không có còn cái tài, không còn đủ cái sức lực, không còn đủ cái tài năng để mà ra gánh vác được việc nước, cho nên ông mới làm những cái bài thơ mà tỏ cái tinh thần yêu nước để kêu gọi cái người dân đứng lên đấu tranh giành độc lập. Và một trong những cái bài thơ mà yêu nước của ông mà Đức Thầy chúng ta cũng đã thấy được trong sấm giảng cổ thơ như là cổ thi, đó là cái bài hỏi phỏng đá. Thì Đức Thầy đã đáp quả lại cái bài hỏi phỏng đá này bằng ba bài thất ngôn thứ cú. Thầy sĩ xin được ngâm bằng bài hỏi phỏng đá và phỏng đá trả lời, tức là Đức Thầy đáp lại bằng ba bài. Nam mô A Di Đà Phật. Ông đứng làm chi đây hỡi ông, trở trở như đá dựng như đồng. Giữ dành nón nước cho ai đó, dấu bề cuộc đời
có biết không? Và Đức Thầy đã đáp quả lại: ông đứng đây cho chúng biết, ông kêu lên một tiếng tạ chuông đồng, khắp trong thiên hạ đều lãi tình. Bước xuống thuyền từ đến cửa không, đứng chờ thời dần đến cho ông rải đạo huyền di không. Bao bọc non hồng cùng nước lạc, việc đời cũng biết chớ sao không. Đứng chờ đại chúng trọng tôn ông, dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng. Mau diệt gian sơn bờ cõi dân, đuổi loài phiến tặc lội về không. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, MC vừa đọc vừa ngâm hai bài rồi quý vị. Kính mời quý vị cùng tham gia đi quý vị. Cùng tham gia ngâm sám giảng đi. Sen Vàng ơi, ông Tiêu nè, Tỉnh Ngộ, đồng đạo đưa tay lên thăm, cùng tham gia đi quý vị. Xong bữa nay cái room của mình thấy có vẻ buồn quá vậy quý vị. FC xin được nhường mic lại cho Quynh Hồng Quang nghe. Quynh Hồng Quang ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời Quynh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Toàn là những cái siêu sao không quý vị? Mời quý vị đưa tay lên ngâm sách giảng chứ. Ông Sen Vàng nè, mời Sen Vàng. Tỉnh ông Tiêu nè, Tỉnh Ngộ nè, Nhiễm Minh nè, rồi Hoa Sen nè, rồi Hòa Hảo, Suối Trong, Sắc Hương, Vĩnh Hưng Hòa Hảo nè, Vĩnh Hưng Phật Giáo Hòa Hảo nè, sao không đưa tay lên nè, rồi Bác Nhẫn nè, Vĩnh Hưng Phật Giáo Hòa Hảo Xanh nè, rồi Lục Bình nè, Ngôi Nhà Đạo Đức nè, quý vị toàn là những cái tay cao thủ không ạ? Thuận Trung nè, Cao Tùng nè, Tầm Vô Di nè, mời Tầm Vô Di đưa tay lên coi. Quý vị ơi, rồi Mỹ Lan nè, Mỹ Lan 66 nè, Như Nguyễn nè, Năm Được nè, mời Năm Được đưa tay lên coi. Năm Được, sao mà bữa nay ngâm sám giảng mà rồi Năm Được không đưa tay lên, mời Năm Được đưa tay lên coi. Năm Được ơi. Đồng Đồng nữa hả? Đồng Đồng nè, Đồng Đồng hay Đông Đông gì nè, mời đưa tay lên coi quý vị. Tôi với sĩ bữa nay ngâm hết trơn luôn là quý vị đừng có buồn đó nha. Mình tài có gì đâu quý vị, bây giờ không có đưa câu hỏi thì bây giờ ngâm sám giảng. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo, tôi ngâm cái bài Đức Thầy gửi cho bác sĩ Cao Triều Lợi ở Bạc Liêu. Để cảm tạ ông này chữa bệnh cho Đức Thầy mà không lấy tiền thuốc. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, tôi bắt đầu ngâm cái bài gửi bác sĩ Cao Triều Lợi. Gửi ít hàng thăm ông bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lay tăng. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bần tăng vào cánh ngô.
xuống Bạc Liêu chưa bao nhiêu độ, bồng ruột tầm quặng quặng rất đau. Phần thương dân phổi héo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mài, cũng nhận được trần hoàng là khổ hại. Dốc tầm đường phóng dài cho thân tâm, diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm. Bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới, hoàn cảnh chẳng gặp hồi lai thới. Ân nhân hoài chờ đợi vẫn hành thông, để đem vô tri ốc với gan lòng, đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cũng rất thẹn bệnh đau thêm dò dò, tuy thuốc dùng mà chẳng tuyệt được cơn đau. Chớ ơn ông nào muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp, tỏ vài hàng gọi đáp ân nhau, phần phước duyên nguyện để về sau, khi thông thả đến trao lời cảm tạ. Cảm ơn ông tặng thuốc Tây Phương, khâu giúp bần tăng khúc đoạn trường. Nhưng bệnh trầm ưu nên chẳng mạnh nở, cùng bất tính hỡi còn dương. Dương dân trong dòng cương tỏi, lòng nào mà chẳng xót thương chung. Bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quyết cứu sanh linh cảnh não nùng. Thôi cũng an lòng nơi số phận, đợi chờ dẫn tới sẽ tuôn mây. Về trên thượng giới đền kiếm khuyết, tâu lại trần gian cớ sự này. Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa toàn thể quý vị, bị cảm hay sao, nó muốn ho, quý vị thông cảm em. Bây giờ xin nhường mic lại cho MC, mời MC ngâm tiếp ha.